Tiền nhiều để làm gì? Làm gì để nhiều tiền? Ngày hôm nay nghe lời anh hùng xe cỏ, thầy U mới gửi được ít tiền bán ruộng ở quê lên này. Đi xem là có mua được chiếc nào không. Thú thật với anh em là cũng khoảng hơn 8 tỷ. Định nghiên cứu xem là với cái tầm tiền đó thì mua được chiếc xe nào. Thật ra thì với cái mức giá hơn 8 tỷ thì nếu mà chọn xe Nhật thì có chiếc RX570 bản tiêu chuẩn mà chính hãng phân phối, hoặc là có thể sở hữu những cái mẫu Land Cruiser. Land Cruiser thì có nhiều những cái ưu điểm để đi những cái địa hình khó. Còn Lexus RX570 thì lại thiên về cái sự sang chảnh, đi phố hơn. Mà hôm vừa rồi thì cái hôm mà chiếc Lux SA 2.0 có xuất xưởng, cái bác Vượng cũng chia sẻ luôn là cái chiếc RX570 là một cái mẫu xe mà bác Vượng rất yêu thích. Yêu thích tại sao? Rất nhiều người có địa vị xã hội, có về khả năng tài chính rất là lớn đều yêu thích cái mẫu RX570 như này. Đây là bản Super Sport thôi. Chứ còn nếu mà là cái bản thường kia nhiều người đi lắm luôn ấy, Super Sport này trông nó còn hầm hố, nó còn nổi bật nên là nhiều người không chọn lựa. Nhưng còn bản kia, bản tiêu chuẩn nhiều người đi lắm. Đây là chiếc Land Cruiser phiên bản V8 máy 5.7 ấy, giống như là chiếc Lexus RX50 dùng chung máy, có khác nhau một ít về cái thông số thôi. Chiếc này cũng mới đấy, chiếc này sản xuất tháng để đi Duy xem. Chiếc này nếu mà Duy không nhầm thì là sản xuất sản xuất tháng 8 năm 2018 này. Nó đây này. Mới kính cong luôn. Hay là nghiên cứu chiếc này đi. Nếu mà để so sánh trực tiếp ấy, cái chiếc Land Cruiser bản V8 5.7 này ấy, thì nếu mà so về giá ấy, thì nó xem xê với bản tiêu chuẩn. Và bản tiêu chuẩn còn bị thiếu mất một số option như là phanh khoảng cách này, rồi là giữ làn đường các kiểu cơ. Còn con này full safety sense của Toyota luôn, đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Rồi, mình sẽ lấy tạm ví dụ nhá, tạm ví dụ để bên cạnh chiếc Super phiên bản Super Sport này đi. Cái bản Super Sport này thì nó khác phiên bản thường ở cái gì? Ở cái lưới tản nhiệt và cái phần cản dưới cũng như là cản sau, cái bộ body xung quanh ấy. Rồi cả cái thanh nẹp, rồi cái dòng chữ Super Sport ở ngang hông này. Cái đương nhiên là cái lưới tản nhiệt này thay thì trông nó hầm hố, nó đẹp, nó hấp dẫn hơn. Nếu mà xét về cái thiết kế ở bên ngoài của hai chiếc xe này ấy, thì chiếc RX570 này đâu đó nó có cái sự sang trọng cũng như là cái kiểu thiết kế nó chảnh hơn. Nó dùng cho cái mục đích đi trong phố. Nhìn nó có cái gì đó nó rất là hấp dẫn, nó rất là thu hút. Đặc biệt là cái bản Super Sport này mà chạy ở ngoài đường nhìn mê luôn. Đèn pha full LED này, giống như trên phiên bản tiêu chuẩn thôi. Còn quay sang cái chiếc Land Cruiser này thì đèn cũng là đèn LED. Nhưng mà đèn LED bên này thì là dùng cái bi cầu ở đây, bi cầu thủy tinh. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ, nhìn sâu thì cái chiếc Land Cruiser này ấy, nó mang một cái vẻ bên ngoài ấy, nó hầm hố, nó to lớn và nó có cái gì đó hơi thô một chút. Nó, các bạn có thể quan sát cái phần đầu xe đi ạ. Nếu như mà RX570 ấy mà có cái phần mặt ca lăng phía trước này, cái cụm đèn pha này, rồi là cái lưới tản nhiệt này, nó đang thu về chính giữa nhìn như là một cái mũi tên ấy, theo dạng mũi tên ấy, thì cái chiếc Land Cruiser này thì nó lại làm bè ngang ra và nó có cái gì đó nó hơi gồ ghề gập ghềnh một chút. Cái phần, những cái điểm nhấn rất là mạnh ở trên phần nắp capo đây, những cái nếp đường gân này. Đó, rất là mạnh ở trên phần nắp capo. Trông nó gồ cao lên. Cái phần logo phía trước này cũng là cái hệ thống radar quét nằm trong cái gói safety sense của Toyota. Ở phần bên trên kính này thì cái công nghệ safety sense còn có một cái hệ thống radar quét cảm biến ở phía trên này nữa. Đó. Nếu mà chúng ta để so sánh trực tiếp về những cái thông số kỹ thuật của chiếc Lexus RX570 và chiếc Land Cruiser này ấy, thì
Cái chiếc LX570 này sẽ dài hơn khoảng 140mm và rộng hơn khoảng 10mm. Nhưng mà nếu mà xét về chiều cao ấy, thì chiếc Land Cruiser V85.7 này thì lại cao hơn chiếc Lexus X570 40mm. Đó. Bởi vì là cái không gian nội thất ấy, lát nữa chúng ta sẽ đi vào không gian nội thất. Thì không gian nội thất của chiếc Land Cruiser này đi vào thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái vòm phần bên nóc trần khá là cao. Cái phần ngang, nếu mà nhìn cái phần ngang xe đi. Thì phần ngang xe nhá. Phần ngang xe thì đây, nhìn ngang cái chiếc Land Cruiser này trước. Đó, các bạn thấy không? Cái phần phía ngang hông của Land Cruiser này thì nhìn nó có cái sự đơn giản. Cái nếp gấp của nó không quá là hoa mỹ đâu. Tất cả những cái mảng khối ở trên phần thân xe này thì nó không tạo điểm nhấn nhiều và nó các cái mảng này nó khá lớn. Cái điểm nhấn duy nhất mà tạo được cái sự mạnh ở trong cái thiết kế ở phần ngang hông này có lẽ chính là cái phần nẹp chrome này. Cái phần nẹp chrome này thì khá giống với cả chiếc Lexus LX570. Tay nắm cửa rồi gương chiếu hậu cũng rất là to. Gương chiếu hậu thì cũng được tích hợp cái công nghệ cảnh báo điểm mù ở trên gương này, rồi là sấy gương nữa, chống chói tự động. Rồi, mời các bạn tiến tiếp xuống cái phần đuôi xe đi ạ. Cái phần đuôi xe của chiếc 5.7 V8 này ấy, thì nó giống, gần như là giống y hệt so với cả những cái phiên bản khác của Land Cruiser. Chỉ có một chút khác biệt chính ấy, là nằm ở cái phần ba la sốc ở phía dưới này thôi. Còn phần đèn hậu này cũng được cải tiến so với cả những cái thế hệ trước ấy, sử dụng công nghệ LED này, rồi là cái thanh nẹp chrome này, vuốt kéo dài từ cụm đèn hậu bên này sang bên kia, từ trước đèn bên này sang bên kia luôn. Đó. Dòng chữ Land Cruiser thì được dập nổi khá là mạnh ở đây, tạo cho cái sự điểm nhấn ở phần đuôi xe. Cái ngay đến cái phần mở cốp ấy của chiếc Land Cruiser này và chiếc LX570 nó cũng có cái thiết kế gập mở kiểu vỏ sò giống y hệt nhau luôn. Đó. Khi mà chúng ta mở chốt ra thì cũng có một cái cơ cấu ở trong để đỡ cho nó không bị sập. Cái phần này thì cũng khá là nhẹ thôi, nhưng mà nếu như không có cái cơ cấu này thì nó rất là nguy hiểm cho những trẻ nhỏ, hay là khi chúng ta không để ý chẳng hạn, chúng ta mở ra mà chân đang để ở đây kê đồ, nó đổ sập một cái xuống là va và hay là đập, nó rất là nguy hiểm. Nếu mà nói về cái phần không gian để đồ của những cái mẫu Land Cruiser hay là LX570 thì chắc hẳn là các bạn cũng đã biết, bởi Duy cũng giới thiệu rồi, anh Hùng Xe Cỏ đã giới thiệu về chiếc 570 rồi. Nếu như mà gập hai cái ghế ở cái hàng ghế thứ ba lên ấy, thì chúng ta sẽ có một không gian để đồ rất là rộng. Cốp được đóng mở điện hết. Nhưng mà cái phần cốp của những cái mẫu xe nhà Toyota này có cái cơ cấu gập mở, có thể là nếu mà xét về độ bền ấy, thì nó rất là bền, nhưng mà nó chưa tạo cho chúng ta được cái sự mượt và sự êm. Đấy, đó là một cái điểm mà Duy nhận thấy rõ ràng luôn, kể cả Lexus cũng vậy. Đây, Duy có thể thử ngay chiếc này là chiếc Super Sport nhá. Chiếc này khá khá tiền đấy, chiếc này đắt hơn cái bản tiêu chuẩn là chênh nhau vài một hai tỏi đấy, đừng đùa. Đây nhá, các bạn thấy này. Đó. Gập xuống, đóng y hệt như là chiếc Land Cruiser kia luôn. Đó, các bạn thấy không? Tất cả luôn, kể cả Lexus, một cái hãng xe sang của nhà Toyota đấy. Có một cái điểm này vừa rồi quên chia sẻ với các bạn. Chiếc Lexus LX570 ấy, thì có một cái khác ở cái phần đằng sau này so với cả chiếc Land Cruiser này. Cái mẫu Land Cruiser này ấy, ở đằng sau thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái cơ cấu là cơ, nghĩa là sử dụng bằng tay để chúng ta có thể đóng mở cái phần hàng ghế thứ ba này. Bởi vì mẫu xe này ấy, đi địa hình nhiều mà, nên là Toyota họ rất là khéo léo khi cắt giảm những cái trang bị điện tử không cần thiết, để tránh cho những cái việc mà chúng ta sẽ bị cái điều kiện thời tiết nó tác động
vào những cái phần điện tử sẽ gây cho chúng ta một số những cái trục trặc hay là những cái lỗi nhỏ chúng ta không thể sử dụng được. Đó. Nói chung là các kỹ sư thiết kế người ta tính toán cả rồi. Nên là các bạn, anh em mà có tiền, có điều kiện mà thích thì cứ mua quất về là dùng thôi. Thật ra là ở Việt Nam mình ấy, vì cái chính sách vấn đề về thuế nó cao nên là những cái mẫu xe này giá cực kỳ mắc luôn. 5.7 mà đánh cái thuế giá động cơ chấm cao ấy. Rồi, bây giờ mời các bạn vào trong khoang nội thất đi. Cái khoang nội thất của chiếc Land Cruiser bản V8 5.7 này thì nếu mà so với cả chiếc Lexus LX570 tiêu chuẩn ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần bảng táp lô sẽ là cái điểm mà khác biệt nhau rất nhiều. Bởi vì tại sao ạ? Nếu mà LX570 hướng tới cái sự sang trọng, đẳng cấp thì Land Cruiser lại cho chúng ta những cái đường nét thiết kế nó đơn giản, mạch lạc, dễ dùng và nó bền theo thời gian. Lexus thì có cái màn hình lên tới 12,3 inch đi kèm cái hệ thống loa MagnaVision 19 loa cho chúng ta những cái trải nghiệm ở trong khoang cabin phải nói là rất là đặc biệt. Còn Land Cruiser thì cho chúng ta những cái trải nghiệm vừa phải vừa đủ để chúng ta đi ở trên những cung đường, có thể đường xa, đường dài, ngồi cũng rất là thoải mái. Rồi những cái trải nghiệm về tiện nghi cũng vậy. Hệ thống loa của chiếc Land Cruiser V8 5.7 này cũng là loa JBL ấy, cũng 14 loa đấy các bạn ạ, chứ cũng không ít đâu. Nói chung là về những cái trang bị option ấy thì hai xe này có những cái điểm khác biệt nhưng mà lại cũng có những sự tương đồng. Đó. Đó, các bạn có thể thấy này. Màn hình thì không quá lớn như là chiếc Lexus LX570 nhưng mà cũng có những cái giao diện khá ổn. Chỉ có chăng là cái phần đồ họa rồi là cái phần phản hồi nó sẽ không được tốt, được nhanh như là chiếc Lexus LX570. Lexus LX570 thì còn có chúng ta một cái núm phím command ở đây này. Đó, để chúng ta di chuyển, chúng ta điều khiển cái phần màn hình ấy, đẩy một cái nó chạy đi rất là nhanh, rất là ok. Cái khu vực chính giữa bảng trung tâm này ấy, nếu như Lexus LX570 sử dụng cái vật liệu ốp gỗ nhiều thì ở trên Land Cruiser chiếc xe này cũng sử dụng những cái vật liệu như là ốp da, sờ vào mềm cũng khá là sướng. Ở trên đây thì chúng ta có phần này là phần nhựa mềm rồi, ở đây cũng có ốp gỗ này. Đó. Để nói về cái chất lượng hoàn thiện của những cái mẫu xe Land Cruiser hay là LX570 thì cái chất lượng hoàn thiện nó khá là tương đồng như nhau. Đó. Chỉ có cái chất liệu thì sẽ được sử dụng khác nhau. Bởi vì là mỗi một dòng xe đương nhiên là sẽ có những cái sự đẳng cấp và cái sự tầng level khác nhau. Đó. Đương nhiên là chúng ta sẽ có những cái trang bị cơ bản ở trên một cái mẫu xe như là chiếc Land Cruiser này, có lẽ Duy không phải nói nữa. Khi mà Land Cruiser cho chúng ta nhiều cái chất trải nghiệm đi off-road, đi địa hình ấy, thì chiếc Lexus LX570 này thì cho chúng ta cái trải nghiệm về tốc độ, về cảm giác lái ở trên đường bằng nhiều hơn. Tại sao Duy lại nói vậy ạ? Khi mà ở trên Land Cruiser này chúng ta có khóa V-side này, rồi là hỗ trợ quay đầu trong đường hẹp địa hình này, rồi là tới 1, 2, 3, 4, tới 5 cái chế độ vận hành địa hình khác nhau, thì trên chiếc Lexus LX570 này thì cũng chỉ được trang bị một số những cái địa hình cơ bản thôi. Còn lại chúng ta sẽ có những cái chế độ như là Sport này, Sport Plus này, Normal này, hay là Eco. Đó, chúng ta có nhiều cái trải nghiệm lái hơn. Còn hai cái mẫu xe này thì cùng sở hữu cái khối động cơ V8 5.7 lít. Chiếc Lexus LX570 này thì có cái mã lực mà nhà xuất có giới hạn. Duy thì Duy nghĩ là nó là cái sự tinh chỉnh giới hạn ở trong cái vấn đề thiết kế thôi. Thì có cái mã lực nhỏ hơn một chút so với cả chiếc Land Cruiser này. Ngay cả đến cái thông số về mô men xoắn cũng vậy. Tham khảo qua một chút nữa ở cái phần trang bị đi. Phần trang bị của chiếc Lexus hay là chiếc Land Cruiser này thì đều có một cái bệ tỳ tay khá to. Và đương nhiên là chúng ta sẽ có hộc lạnh rồi.
rồi là những cái trang bị như là sưởi vỗ lăng, sấy sưởi vỗ lăng hay là làm mát ghế. Thì đương nhiên là ở trên chiếc Lexus hay chiếc Land Cruiser này đều được trang bị. Cửa sổ trời cũng vậy. Ở những cái thế hệ trước đây của Land Cruiser và chiếc Lexus này ấy, thì có một cái điểm phải nói là giống nhau luôn ạ. Đó chính là cái phần vô lăng. Khi mà hai cái tầng xe chưa được phân cấp quá rõ ràng như bây giờ thì chiếc Lexus hay chiếc Land Cruiser này đều sử dụng cái kiểu vô lăng 4 chấu như thế này. Ngày xưa thì cái phần vô lăng của Lexus cũng vậy, cũng thiết kế 4 chấu rồi các cái mảng nó làm to bè ra đây này. Nó ít nút bấm, ngày xưa thì nó chưa có những công nghệ nhiều như bây giờ. Đó, còn bây giờ thì LX 570 và Land Cruiser đã có cái kiểu vô lăng thiết kế khác nhau. Nhưng mà cái viền xung quanh này ấy, cái phần chúng ta cầm nắm vào đây này, thì cái kiểu ốp gỗ này nó vẫn còn đâu đó thoáng thoáng có cái sự anh em ở trong đấy. Nói chung là để nói về cái kiểu thiết kế, cái ngôn ngữ thiết kế của những cái mẫu xe nhà Toyota, kể cả hạng sang Lexus hay là Toyota đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ có luôn luôn có những cái thiết kế nó hiện tại thời điểm này thì nó chưa được hợp thời, nhưng mà để nói về thời gian ấy thì nó bền theo thời gian, bền cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn. Cái phần bảng đồng hồ ở phía sau vô lăng cũng vậy, nó cũng sẽ là những cái điểm khá là tương đồng với nhau. Các bạn có thể thấy đây, đây Duy sẽ đưa sát và lát nữa Duy sẽ quay thêm những cái hình của chiếc Lexus để các bạn có thể nhìn nhận rõ hơn về khoang nội thất của hai mẫu xe này. Rồi, bây giờ chúng ta ra ghế sau thôi. Nếu như cái phần điều chỉnh cái hệ thống điều hòa hay là màn hình ở phía sau ấy của chiếc LX570 nằm ở cái bệ tì tay của cái hàng ghế thứ hai này, thì trên chiếc Land Cruiser này thì đã được chuyển lên cái bệ trung tâm ngăn cách của hàng ghế thứ nhất. Đó là cái điểm khác biệt đầu tiên. Còn lại cái không gian ngồi và cái kiểu thiết kế ghế là hai chiếc xe Lexus và Land Cruiser này tương tương khá là tương đồng như nhau. Đây các bạn có thể thấy là cái vị trí ngồi ở cái hàng ghế thứ hai này á, phải nói là cho chúng ta một cái cảm giác ngồi rất là bệ vệ, rất là thoải mái. Đó. Nói chung là nếu mà để nói về da của chiếc Land Cruiser này ấy, nếu mà mềm ấy thì nó rất là mềm, sờ nó rất là thích tay, nó rất là mượt mà. Nó chỉ có một cái điểm này này là nó có cái độ lì khác so với cả chiếc LX570 thôi. Bởi vì LX570 ấy là một cái mẫu xe nó hướng tới cái sự tiện nghi, sự sang trọng, nên là sờ cái da của nó có cái sự thật hơn, nó bớt cái độ lì đi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái hệ thống màn hình ở phía sau lưng của hàng ghế thứ nhất đi. Cái phần màn hình của chiếc Land Cruiser này ấy, so với cả chiếc LX570 ấy, là hai cái màn hình y hệt như nhau. Chỉ có khác nhau thì khác nhau ở cái phần hiển thị ở bên trong mà thôi. Chứ còn về kích thước và kiểu màn hình là y xì, y hệt luôn. Đó, và cái cảm giác mà Duy ngồi ở cái hàng ghế thứ hai, Duy trải nghiệm cái không gian này và cái cách chúng ta tiếp cận tới những cái vật liệu xung quanh ấy, thì nó xem nhau. Chỉ có cái rằng là ở cái phần táp bi cửa của chiếc Land Cruiser này ấy, những cái đường nét thiết kế, những cái chi tiết ấy, nó làm to, rõ ràng, mạnh và có cái phần cứng cáp. Nó khác cái phần tay nắm này, nó được lấy cảm hứng khá nhiều từ cái mẫu bán tải to lớn nhà Toyota, chiếc Tundra ấy. Đó, còn chiếc Lexus LX570 ấy, thì những cái đường nét thiết kế nó mềm mại hơn, nó cho chúng ta cái trải nghiệm nó có phần đẳng cấp và sang trọng. Đó. Để vào cái hàng ghế thứ ba của cả Lexus lẫn Land Cruiser này ấy, thì chúng ta cũng vẫn phải dùng cái thao tác là dùng tay gạt cái lẫy ở đây để cái ghế đấy bật lên, chúng ta tiến vào. Cái điểm mà Duy cảm thấy ok nhất ở trên cả LX570 và Land Cruiser này chính là đến từ cái không gian. Thật sự là với những cái mẫu xe của nhà Toyota ấy, cái không gian này rất là tốt và luôn cho chúng ta những cái trải nghiệm
khá là hấp dẫn, thoáng đãng. Từ cái phần cảm nhận ngồi cho tới cái phần vùng quan sát ở xung quanh này, các cái phần ô cửa kính đều làm được rất là rộng rãi và cho chúng ta cái tầm quan sát tốt. Chúng ta đi vào những cái cung đường dài, đường xa ấy, thì ngồi ở những cái vị trí như thế này ấy, nhờ cả cái hệ thống treo khí nén của Land Cruiser hay LX 570 ấy, chúng ta đều sẽ có những cái trải nghiệm rất là êm ái. Thậm chí êm tới cái mức chúng ta còn cảm nhận được cả một cái sự bồng, một đôi chút bồng bềnh ở trong đó nữa. Đặc biệt là chúng ta đi qua những cái đoạn cua ở đèo chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy rất rõ phần xe, trọng tâm xe cao, to, xong rồi hệ thống treo khí nén ấy, nó hơi có cái sự bồng bềnh nhẹ. Thậm chí là anh em Duy có nói đùa với nhau là ngồi LX 570 mà cua gắt ở trên những cái cung đường đèo ấy, anh em ngồi hàng ghế thứ hai, thứ ba ấy, toàn bay từ bên nọ sang bên kia, kiểu bay một phát sang bên trái, không lại lộn một phát sang bên phải như này này, nếu mà chúng ta không sát dây an toàn. Vâng, và vừa rồi thì là những cái chia sẻ nhanh của Duy với hai cái mẫu xe Lexus LX 570 hay là chiếc Land Cruiser V85.7 này. Cả hai mẫu xe, từ từ Duy muốn nhắc lại nhá, là đây là chiếc phiên bản Super Sport Duy để cạnh thôi, chứ còn đương nhiên mà phiên bản mà Duy muốn nói so sánh ở trong cái chương trình này là phiên bản tiêu chuẩn, chứ còn so sánh với cả Super Sport nó chênh cái hàng tỷ đồng ấy, thì mình không thể so sánh như thế được. Còn với chiếc Toyota Land Cruiser V85.7 này ấy, nó là một cái gì đó, nó mang cái tính biểu tượng của Toyota, và đây là một mẫu xe gặt hái rất nhiều thành công tại thị trường Mỹ hay là những cái thị trường như là ở bên Ả Rập hay là bên một số những cái đất nước có những cái điều kiện khí hậu nó khắc nghiệt ấy, thì những cái mẫu Toyota Land Cruiser ấy, nó luôn luôn được dành một cái sự ưu ái rất là riêng biệt. Còn phần đầu chương trình Duy còn nói đùa một câu là có tiền nhiều để làm gì và làm gì để nhiều tiền. Thì thật ra là trong cái video này ấy, thì với cái mức tiền khoảng giá khoảng hơn 8 tỷ đồng thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn. Mà Duy muốn nói ở đây, đối với cả dòng Toyota chúng ta sẽ có hai cái mẫu xe. Một là chiếc Lexus X570 bản tiêu chuẩn, hai là chiếc Land Cruiser V85.7 sử dụng chung động cơ, hộp số đều là số 8 cấp. Và sẽ có những cái trang bị khác biệt và những cái giá trị sử dụng khác nhau đó. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, Duy xin phép tạm dừng video ở đây và xin chào cũng như hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo.